Xin chào các anh chị và các bạn à, Chào mừng mọi người đến à, với mình cái phần 2 à, Phần 2 của bài 6 cũng là phần cuối của bài này à, Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu các cái đoạn đàm thoại nha à, Chúng ta xem đoạn đàm thoại nào à, Các đoạn đàm thoại này cũng khá đơn giản thôi à, Chúng ta cùng đọc rồi giải thích nghĩa nha Xin chào chỉ anh ra chỉ tiền să tiền línhù phân să tiền línhù phân bây giờ mấy giờ 3 giờ5 phút Cảm ơn không có gì kế tiếp nữa chúng ta có đoạn 2 chúng ta xem đoạn 2 Dẫu chỉ chỉ tiền khai mệnh sang ngủ chiếu tiền chỉ tiền quan mệnh xe ủ lưu tiền ban bưu điện mấy giờ mở cửa 9 giờ sáng mấy giờ đóng cửa 6 giờ rưỡi chiều chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nè dỗ chữ chỉ, chỉ tiền khai mệnh sang ngủ chiếu tiền chỉ tiền quan mệnh Xe lưu tiền ban Chúng ta có một đoạn đàm thoại nữa Chúng ta cùng đọc Sau đó rồi mình giải thích ý nghĩa nha Chuyện quên diễn hãng chai nở Chuyện quên diễn hãng chai nở Chiêu chai chiến biên Chiêu chai chiến biên Chai mà lưu chỗ biên mà 在马路左边吗？不在马路右边。几点开门？几点开门？八点半。八点半。现在几点？现在几点？八点一刻。八点一刻。还差十五分钟。 Hãy cha sử vụ phân trung Chúng ta lưu ý đây à, Xin hỏi ngân hàng ở đâu Ngân hàng ở nở Chiêu chai chiến bên. Thay vì mình nói là chai chiến biến Thì nó là chiêu chai chiến biến Cũng được không sao hết à, Có thêm từ chiêu ở phía đằng trước Thì có nghĩa là nhấn mạnh thôi Không có gì hết Chai mà lưu chỗ biến mà ở bên trái của con đường Phải không? Pu sa mà Lu vô Không Ở bên phải Bên phải của con đường Chỉ tiền khai mệnh Bây giờ mở cửa Ba tiền ban Tám giờ rưỡi Xem ra chỉ tiền Bây giờ mấy giờ Ba tiền dĩ khưa Tám giờ mười lăm Hãy cha sưu phân trung Còn thiếu mười lăm phút nữa Ở đây là thiếu bao nhiêu phút Thì nó mới đủ Nó mới đến tám giờ rưỡi à, Như vậy đang nói tới thời lượng Còn thiếu mười lăm phút nữa Nên cha ngay chỗ này là thiếu chứ không phải kém nhà chúng ta lưu ý vậy à, kế tiếp nữa chúng ta còn một đoạn nữa nè xin quên hồ sơ chỉ quên hồ sơ chỉ điểm xin hỏi xe lửa mấy giờ đến lén tiền ở phân lén tiền phân hai giờ hai phút hiện tại là một điểm y tiền Bây giờ là 1 giờ 45 phút phải không? Sư y tiền sân y tiền bây, Đúng à, Bây giờ là 1 giờ 45 phút Hãy cha sư sư y phân Hãy cha sư sư y phân rung Tức là còn thiếu 41 phút nữa Thiếu bao nhiêu đó phút Nói tới thời lượng cho nên chúng ta phải Dùng từ phân Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nha. Xin quên hồ sơ chỉ tiền to. Liếng tiền 26 phân. Xin dài sư si 1 tiền 45 phân mà. Sư, She, xin dài sư si 1 tiền 3 khờ. Hải cha 41 phân rung. Đến đây mình xin kết thúc 呃, phần 2 của bài 6 cũng là phần cuối của bài này. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu như anh chị và các bạn có thắc mắc điều gì thì xin vui lòng chia sẻ trên Youtube với mình tranh thủ thời gian để mình thông tin đến các bạn, chia sẻ và mình trả lời cho các bạn nhé. xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.